Cái này được rất là nhanh nha mọi người. Nhưng mà cái hũ bơ này nó bự quá à. Nó bự giống với nhà anh Hồng á mọi người. Nó bự bằng với nhà anh Hồng nha. Cái combo này tôi mua là 89 cành và nhận được rất là nhanh. Hello mọi người, tụi mình là gì ở Mỹ Tho nè. Cũng là hũ bơ nhưng mà hũ bơ này hơi lạ một xíu. Mở cái hũ ra thì có 6 bịch bơ. Ăn tới đâu mình xé tới đó. Đây cũng là một cách bảo quản khá là hay. Trong một thời gian bánh tráng phơi sương hết rần rần thì bây giờ tôi mới tạo được cái hộp bánh tráng của riêng tôi. Mà tôi khuyên mọi người là nên ăn từ 2 cuốn trở lại thôi. Tôi ăn tới cuốn thứ 3 là thấy hàm nó hơi ê ê rồi đó. Còn đây là bịch hành phi con rút và một sắp bánh tráng. Rồi mua cái này thì tôi tìm cái chỗ nào bán mà có cái hũ bơ thiệt là bự luôn và cái giá thành nó thiệt là rẻ. Bánh tráng thì tôi không có quan trọng bởi vì tôi không thích ăn bánh tráng phơi sương, nó dai mà nó cứng lắm. Nên nếu mà bạn nào thích bơ như tôi nè mà không có quan tâm cái loại bánh tráng đó là dẻo hay không dẻo á thì mình có thể xem qua cái sản phẩm này. Trước trên livestream á tôi có than với mấy bạn là trời ơi tôi không có ăn được bánh tráng bơ, nó dai lắm, tôi sợ hư răng. Hôm đi chơi với bạn tôi thì nó mua bịch bánh tráng bơ nên tôi phải lặn lội tìm cái hũ bơ thiệt là bự ăn cho nó đã. Rồi giờ tôi còn một bịch y nguyên ở nhà nè. Bịch bơ này nó có màu vàng rất là đẹp, thơm mịn và béo. Bịch muối tép hành phi này vị ngọt, có mặn, có cay, một xíu cay luôn. Tôi xé bánh tráng cũng không có được nguyên vẹn nữa, mặc dù là tách đôi bánh tráng ra rồi xé nhưng mà nó cũng không có được nguyên miếng. Nhưng mà đó là lần đầu xé thôi, mấy lần sau mọi người sẽ quen tay, xé rất là đẹp luôn. Nếu mà mọi người thích ăn mềm như mình, mọi người có thể cho bánh tráng thêm một miếng nước để cho nó mềm ra, hoặc là mình có thể nặn tắt nặn chanh ăn cho nó chua chua cũng ngon lắm. Nhưng mà một lần ăn thì mình nên ăn ít thôi, ăn nhiều nó sẽ mỏi hàm, không có tốt cho răng. Nhớ lời tôi dặn nha. Cảm ơn mọi người đã coi đến cuối clip. Còn bây giờ thì bye bye.